Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào buổi học đầu tiên của tuần thứ năm, và đây cũng là buổi học mà chỉ còn một buổi nữa thôi. Chúng ta sẽ kết thúc cái môn học đầu tiên, môn học Chukup Hankuk Munpo. Và buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ xoay quanh cái nội dung chủ yếu là một cái phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Hàn, đó là phần định ngữ. Tức là tiếng Hàn đọc là quan dương xa. Các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, quan dương xa là định ngữ. Cũng như nó cũng có một cái vị trí cũng như là có một cái tác dụng giống như trong tiếng Việt của chúng ta, đó là định ngữ thì đóng vai trò làm bổ ngữ cho danh từ, và nhưng mà nó có một cái điểm khác là nó sẽ luôn luôn đứng trước danh từ chứ nó không đứng sau danh từ như tiếng Việt của chúng ta. Và vì những cái định ngữ này nó chỉ là những cái phụ tố như là nân hay là ư niền hay là ư liền ghép vào với động từ, thế cho nên nó sẽ không thể hoạt động được độc lập trong câu mà nó sẽ phải luôn luôn kết hợp với một động từ nào đó, và nó đứng trước động từ hoặc là tính từ nào đó, nó đứng trước danh từ và để làm có vai trò làm bổ ngữ cho cái danh từ đó. Và trong định ngữ thì nó sẽ chia ra là ba thời: hiện tại, quá khứ và tương lai. Ở mỗi thời nó có các cái cách sử dụng khác nhau. Thế và mời các bạn xem cái ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ một trường hợp, sarami kada nghĩa rất là dễ đúng không các bạn? Một người đang đi. Thế thì muốn chuyển cái câu này, chuyển cái câu này thành 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 cấu trúc định ngữ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cái người mà đang đi, tức là thì chúng ta sẽ cái cá nhân này nó sẽ có vai trò làm bổ ngữ cho saram. Người làm sao? Người đang đi thì cái ca tà sẽ được chuyển lên trước, thế và thêm nhân ở đằng sau. Thế thì nếu mà như vậy thì nó sẽ thành một cái cấu trúc là cấu trúc định ngữ khả nhân xa đàm. Cái người đang đi là ai đó chẳng hạn, khi mà các bạn muốn nói như vậy, khả nhân xa đàm ý thì chính quyền mình ta, cái người mà đang đi đằng kia là bạn của tôi. Trong những trường hợp như vậy thì chúng ta phải sử dụng những cái cấu trúc định ngữ này, ví dụ như vậy. Ví dụ thứ hai, học sinh ý 차를 운전합니다. Cái học sinh đang lái xe. Cha là ô tô và unjeon là lái xe đúng không các bạn? Thế và khi chuyển sang cấu trúc định ngữ thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển cả cái cấu trúc chal unjeon hata này lên đằng trước cái hắc sen, thế và chúng ta thêm nên vào đuôi cái động từ unjeon hata như thế này. Thế thì chúng ta sẽ có nghĩa là chal unjeon hata hắc sen, cái học sinh mà đang đang lái xe. Ví dụ như trong những trường hợp như là chal unjeon hata hắc sen은 가수입니다. À, xin lỗi các bạn. Cái học sinh mà đang lái xe kia là học sinh của trường tôi chẳng hạn, ví dụ như thế. 우리 학교의 학생입니다. 차를 운전하는 학생은 우리 학교의 학생입니다. Đó, ví dụ như trong những trường hợp như vậy. Hoặc là 남자가 신문을 읽다. Có một người con trai thì đang đọc báo. Shinmun là báo đúng không các bạn? Shinmun là đọc báo. Thế và khi mà chuyển sang cấu trúc định ngữ thì cũng tương tự như trường hợp của trên, chúng ta chuyển toàn bộ cái cấu trúc Shinmun lên đằng trước nam cha để cho nó có cái vai trò bổ ngữ cho nam cha, cho cái từ nam cha, từ con trai, cái người con trai mà đang đọc báo. Đi vào ví dụ mà thành hẳn câu thì mời các bạn xem. 방 밖에 가는 사람이 누구입니까? 방 밖에 가는 사람이 누구입니까? 방 밖에 là gì nhỉ? Ở ngoài, ở bên ngoài phòng. 방 là phòng đúng không các bạn? 방 là phòng. Thế là 밖에 là bên ngoài. 가는 사람이, cái người mà đang đi ở bên ngoài, phía ngoài phòng kia, 누구입니까? Là ai vậy? Các bạn có thể trả lời như thế nào nhỉ? Người đi ở bên ngoài phòng kia là thầy giáo của tôi chẳng hạn, chúng ta sẽ nói như thế nào?
방 밖에 가는 사람이 제 선생님입니다. Đúng không? Và vẫn giữ nguyên cái cấu trúc 방 밖에 가는 사람이, xong sau đó các bạn thay cái vế thứ hai vào đó, hay là cái người đang đi ở bên ngoài kia là bố tôi chẳng hạn, thì nói như thế nào? 방 밖에 가는 사람이 제 아버지입니다, hay là 우리 아버지입니다. Đúng không? Ví dụ thứ hai, một ví dụ mà có cái tranh minh họa bên cạnh. 신문을 읽는 남자가 제 친오빠입니다. 신문을 읽는 남자가 제 친오빠입니다. Ở đây có một từ mới là 친오빠. 친오빠 là gì đấy? Các bạn có biết không? 오빠 thì là thường là con gái gọi con trai là anh, đúng không? Thế thế nhưng nếu trong trường hợp 친오빠 tức là anh ruột, tức là em gái gọi anh trai thì là gọi là thì là 친오빠, nghĩa là anh ruột. 신문을 읽는 남자가 제 친오빠입니다. Cái người con trai mà đang đọc báo kia là anh trai tôi. Đấy là những cái ví dụ đầu tiên về cái trường hợp sử dụng định ngữ mà ở thời hiện tại. Chúng ta có một cái ví dụ, một số những cái ví dụ tiếp theo. 저기 서 있는 사람이 누구입니까? 저기 서 있는 사람이 누구입니까? 저기 서 있는 사람 là gì các bạn? 서다, 서다 là gì nhỉ? Đứng. 서 있는 사람이 là cái người mà đứng ở đằng kia. Cái người mà đã đứng ở đằng kia là ai vậy? Các bạn hãy thử trả lời xem sao. Cái người mà đứng ở đằng kia là một giáo sư chẳng hạn, thì chúng ta nói như thế nào nhỉ? Giáo sư là gì? Giáo sư nghiêm, đúng không các bạn? Giáo sư, tôi sẽ ghi vào đây nhé. Kêu sư nìm. 저기 서 있는 사람이 교수님입니다, là một giáo sư, hay là người đứng ở đằng kia là một bác sĩ chẳng hạn, thì chúng ta nói như thế nào nhỉ? Bác sĩ là gì? 의사. 저기 서 있는 사람이 의사입니다. Đó là cái câu trả lời của ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai. 오늘 저에게 전화하는 사람이 가수입니다. 오늘 저에게 전화하는 사람이 가수입니다. 가수 là gì các bạn? 가수 là một ca sĩ. 오늘 저에게 전화하는 사람이 là gì? Người mà hôm nay đã gọi điện cho tôi. Cái người mà đã gọi điện cho tôi hôm nay, 저에게 là cho tôi, là ca sĩ. Ví dụ tiếp theo. 오빠가 보는 영화는 아주 재밌습니다. 오빠가 보는 영화는 아주 재밌습니다. Cái phim mà anh đang xem thì rất là hay. Đó là những cái ví dụ về cách sử dụng của định ngữ trong thời hiện tại. Thế và chúng ta bước sang một cái cách sử dụng khác nữa của định ngữ, thế nhưng nó được thể hiện ở trong thời quá khứ, tức là chỉ những cái hành động mà đã xảy ra rồi. Và trong cái trường hợp này đấy, thì đằng sau động từ, đằng sau động từ các bạn sẽ thêm ư hoặc là niền. Bây giờ các bạn đã quen là khi nào chúng tôi, nếu tôi viết như thế này thì là các bạn đã ngầm hiểu được rồi, đúng không? Nếu như cái động từ đó mà nó không có cái kết thúc của nó, không có bạch chim, tức là không có phụ âm cuối, thì chúng ta sẽ thêm luôn cái niền vào. Ví dụ như là hata thì nó sẽ thành là han, poda thì nó sẽ thành là pun. Thế còn nếu như mà cái động từ đó nó kết thúc bằng bạch chim, tức là có phụ âm cuối, thì chúng ta sẽ phải thêm ư vào, tức là ân. Tức là thêm ân vào đằng sau cái động từ hoặc là tính từ đó để làm bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau nó. Cho bạn xem những ví dụ cụ thể nhé. 학생이 졸업하다, học sinh tốt nghiệp. Thế và chúng ta muốn chuyển nó thành cái cách sử dụng định ngữ thì sao? Học sinh mà đã tốt nghiệp, học sinh mà đã tốt nghiệp, 졸업한 학생, 졸업한 학생. Đấy, tức là vì cái từ 졸업하다, cái động từ 졸업하다 nó không có bạch chim, thế cho nên là nó đã cái niền ấy, cái đuôi niền nó được gắn liền luôn vào cái từ 하다, thành 졸업한 학생.
Ví dụ thứ hai, dâng hoa rư bồ đà, dâng hoa rư bồ đà xem phim. Thế là khi mà chuyển sang cấu trúc định ngữ thì nó sẽ thành bồn dâng hoa, tức là cái phim mà đã xem, cái phim mà đã xem. Và checker ikta, đọc sách, và check ikun check là gì nhỉ các bạn? Quyển sách mà đã đọc, quyển sách mà đã đọc. Bây giờ các bạn thử tự nhẩm trong đầu một cái ví dụ xem nào. Ví dụ như là Phồn Nhân Hòa. Cái phim mà tôi đã xem làm sao nhỉ? Cái phim mà tôi đã xem thì rất là thú vị chẳng hạn. Thú vị là gì? Chế mịt ta, đúng không các bạn? Thế ca Phồn Nhân Hòa nên hát chút chế mịt xùm gì ta. Cái bộ phim mà tôi đã xem thì rất là hay. Chế ca ịch cưng chế cưng in ghi ra màn là ồ. Ví dụ như vậy, ingiga manta, ingiga manta tức là gì nhỉ? Có nghĩa là có rất là có tiếng, ingi manta. Đây là A. Ingi manta, 제가 읽은 책은 ingiga manta요. Là cái quyển sách mà tôi đã đọc ấy thì nó đang rất là nổi tiếng, hiện nay nó đang rất là có tiếng chẳng hạn. Mời các bạn đi vào cái ví dụ cụ thể. 작년에 졸업한 학생들이 다 취직했습니다. 작년에 졸업한 학생들이 다 취직했습니다. 작년 là gì nhỉ? Năm ngoái đúng không các bạn? 졸업한 학생들이 những cái học sinh mà tốt nghiệp vào năm ngoái thì đã 취직하다 là đã xin được việc làm. Đã xin được việc làm hết rồi, thà tất cả đều đã xin được việc làm. Đó, và các bạn nhận ra là 졸업한 학생들 niên thêm vào cái ha này thì cho nên chúng ta sẽ biết được đây là cấu trúc định ngữ và nó có nghĩa là những cái học sinh, những cái sinh viên mà đã tốt nghiệp. Ví dụ thứ hai, 어제 본 영화는 너무 재미있어서 다시 보고 싶어요. Cái bộ phim mà xem, mà tôi đã xem ngày hôm qua ấy, nó muốn chế mít sơ sơ vì là quá, bởi vì là nó quá hay, quá thú vị. Thế cho nên là 다시 보고 싶어요, tôi muốn xem lại. 다시 보고 싶어요, tôi muốn xem lại. Ví dụ thứ ba, 아침에 만난 사람이 아주 유명한 배우예요. 아주 유명한 배우예요. 아침 만난 사람이 là gì các bạn? 아침에 만난 사람이, cái người mà tôi đã gặp buổi sáng nay, cái người mà tôi đã gặp buổi sáng nay thì là gì nhỉ? Là một diễn viên rất là nổi tiếng, 아주 유명한 배우입니다. Ví dụ tiếp theo, 어제 한 숙제를 보여주세요. 어제 한 숙제, 한 숙제를 보여주세요. Hãy cho tôi xem những cái bài tập mà bạn đã làm ngày hôm qua. 어제 한 숙제, bài tập mà đã làm ngày hôm qua. Ví dụ tiếp theo, 우리 어머니가 만들어 주신 음식이 아주 맛있습니다. 우리 어머니가 만들어 주신 음식이 아주 맛있습니다. 만들어 주신 음식 là gì? Cái món ăn mà mẹ tôi đã làm cho. 우리 엄마가 만들어 주신 음식, món ăn mà mẹ tôi đã làm cho thì rất là ngon. 아주 맛있습니다. Đó là toàn bộ cái ví dụ mà tôi đã lấy để minh họa cho cái trường hợp quán nhân xa ở thời quá khứ. Thế và bây giờ thì các bạn hãy xem, tìm hiểu xem là cái trường hợp định ngữ này nếu ở thời tương lai thì nó sẽ sử dụng như thế nào nhé. Tất cả thì vẫn như thế, nhưng mà nó chỉ khác là chúng ta sẽ thêm liền, ư liền vào cái đuôi của động từ hay là tính từ dùng để bổ ngữ cho danh từ đó. Và nếu như cái động từ đó không có bạt chim thì chúng ta thêm liền, đúng không? Thế và nếu như có bạt chim thì chúng ta thêm ư vào đằng trước, ghép liền vào thì nó sẽ trở thành là gì nhỉ? Liền hoặc là các bạn xem ví dụ cụ thể nhá. 사람이 오겠습니다. Xin lỗi các bạn, 사람이 오겠다, người ở người nào đó sẽ đến. Người nào đó sẽ đến thì khi mà chuyển sang cấu trúc định ngữ thì chúng ta sẽ chuyển là 온 사람, tức là người mà sẽ đến. Và 일을 하겠다, cái tôi sẽ làm việc, 일을 하겠다 sẽ làm việc.
Thế và khi chuyển sang định hướng đó là gì nhỉ? Hai, cái việc mà tôi sẽ làm, cái việc mà tôi sẽ làm. Thứ ba là check ít tả, sẽ đọc sách. Và khi chuyển sang thì nó sẽ là ít check quyển sách mà tôi sẽ đọc. Thì bằng ví dụ cụ thể các bạn sẽ hiểu hiểu rõ hơn. 온 사람이 많나요? 온 사람이 많나요? Những cái người mà sẽ đến thì có nhiều không? 온 사람이 많나요? Người sẽ đến có nhiều không? Các bạn thử trả lời xem sao. Những người sẽ đến thì không nhiều. Ví dụ như thế, các bạn sẽ nói như thế nào nhỉ? 온 사람이 많지 않아요. 많지 않나요? 혹은 많지 않습니다. Đúng không các bạn? Thế ví dụ thứ hai. 내일 할 일이 뭐예요? 내일 할 일이 뭐예요? Cái việc mà ngày mai sẽ làm thì là gì? 내일 할 일이 뭐예요? À, việc ngày mai mà chúng ta sẽ phải làm là gì nhỉ? Ví dụ như là phải dịch tài liệu chẳng hạn. Thì tài liệu là gì các bạn? Tài liệu. Tài liệu를 번역하다. 번역 là dịch và tài liệu là 자료. Vậy thì các bạn hãy tự thử ghép một câu đầy đủ xem sao nhé. Ngày mai, cái việc mà ngày mai phải làm là dịch tài liệu. Các bạn hãy thử tự nói trong đầu mình xem nào. 내일 할 일이는 hoặc là 내일 할 일이 자료를 번역하는 겁니다. 번역하는 겁니다. Ngày mai, cái việc mà ngày mai sẽ làm là dịch tài liệu. Thế và ví dụ thứ ba. 이번 학기에 공부할 책이 어떤 거죠? 이번 학기에 공부할 책이 어떤 거죠? Học kỳ này, cái quyển sách mà chúng ta sẽ học trong học kỳ này là cái nào, là quyển nào? 이번 학기에 공부할 책이. Thế và các bạn hãy thử trả lời. Ví dụ như là cái quyển sách mà chúng ta sẽ học trong 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 học kỳ này, 이번 학기 là trong học kỳ này, là quyển sách sách ngữ pháp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Ngữ pháp là gì? 문법, đúng không? 이번 학기에 공부할 책이 문법책입니다. Đó. Thế và ví dụ tiếp theo. 이따가 만날 사람이 아주 재미있는 사람입니다. 이따가 là một lát nữa 만날 사람이 cái người mà một lát nữa sẽ gặp. 아주 재미있는 사람입니다 là một người rất là thú vị. Các bạn lưu ý bởi vì đây nó là cái đuôi liền thì khi chúng ta đọc thì chúng ta phải cố gắng uốn lưỡi để chúng ta thể hiện được cái đuôi liền đó thì nó mới rõ ra cái nghĩa cái thể hiện đó là cái thời tương lai. Man nan saram hoặc là công pu hal chek hay là hal iri đấy, ví dụ là hay là ol saram. Thế nếu mà chúng ta chỉ đọc nhẹ đi một chút nữa là ol saram thì nó đã trở thành là ol mới đúng rồi, là đúng không các bạn, là lại là thời quá khứ mất rồi đúng không? Thế cho nên là sẽ dẫn đến hiểu lầm. Thì chúng ta phải chú ý những cái phát âm như vậy. Ví dụ cuối cùng, 오늘 먹을 음식은 중국 음식입니다. 오늘 먹을 음식은 중국 음식입니다. Cái món ăn mà sẽ ăn ngày hôm nay là Trung Quốc ừng xích. Trung Quốc ừng xích là gì các bạn? Là món ăn Trung Quốc. Người Hàn thì cũng rất là thích món ăn Trung Quốc và ở Hàn có rất là nhiều những cái quán ăn Trung Quốc. Thế và khi nào các bạn đến Hàn Quốc thì sẽ thưởng thức những cái món ăn Trung Quốc và Hàn Quốc do người Hàn Quốc làm. Một cái trường hợp tiếp theo nữa là định ngữ thế nhưng không sử dụng với động từ mà sẽ kết hợp với tính từ. Thế và trong những cái trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Hiêu sa cộng với ư điền và cộng với miêu sa.
Hiêng gia là tính từ đúng không các bạn? Ư niên và nhưng gia. Những cái trường hợp này thì ư niên tức là nếu như tính từ có vặt chim thì là ưng đúng không? Ư và niên ở dưới. Thế còn nếu như tính từ không có vặt chim thì chúng ta nối liền cái niên vào thẳng với cả động từ, à với cả tính từ. Các bạn xem ví dụ cụ thể nhá. Chi khư tảng, cái nhà, ngôi nhà lớn hay là ngôi nhà rộng. Khân chim, khi mà chuyển sang 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 định cứ thì nó sẽ thành khân chim, cái ngôi nhà mà rộng. Nan si ca ta tất ha tà, hay là chuyển sang thành ta tất han nan si ơn cu ri dẹp cư tà dẹp pưng ơn cu. Các bạn là xem ví dụ cụ thể nhé. Khân chip e sa ni ca ki pu ni chốt sừng ni ta khân chip e sa ni ca ki pu ni chốt sừng ni ta khân chip là ngôi nhà lớn đúng không các bạn? Đây chính là cái ví dụ ở trên này của chúng ta. Sa ni ca, sa ở đây các bạn thấy, các bạn có nhận ra nó là động từ gì không? Nó chính là san tà, có nghĩa là sống. Thế nhưng mà khi kết hợp với cấu trúc ư ni ca thì nó sẽ bị mất cái liền này đi, thế và chỉ còn lại là sa thôi. Sa ni ca vì là sống ở ngôi nhà rộng, thế cho nên là kipu ni chuột sừng ni ta, thế cho nên là tôi rất cảm thấy rất là thích thú. Kipu là tâm trạng hay là tâm trạng hay là gì nhỉ, có thể nói là cảm thấy, nói khi mà các bạn nói về cái tinh thần của mình ấy, cái trạng thái tinh thần đó, thì chúng ta dùng cái từ kibun. Kibun ni chột thả là cảm thấy rất là thoải mái, rất là thích. Thế còn kibun ni là pu tả, là tồi, là không tốt đấy, là pu tả. Kibun ni là pu tả. Ví dụ như khi nào mà các bạn cảm thấy là mình bị chạm đến lòng tự ái hay là lòng tự trọng chẳng hạn, thì bạn nói là kibun ni là pu tả, kibun ni là pao, thì tôi cảm thấy rất là không thoải mái, thì người ta sẽ nhận ra là bạn đang có cái gì, việc gì đó bị chạnh lòng đây. Thì ví dụ thứ hai, chôn nan si e thapung bạc su phung cá miên chụp chôn nan si, cái thời dạ thời tiết tốt. Su phung cá miên, su phung ca tà là đi picnic. Nếu như đi picnic vào cái ngày mà thời tiết đẹp ấy thì thật là thích, thì thật là thích chụp kết sừng người ta. Đó là những cái ví dụ của khoản nhân ra khi dùng với tính từ. Thế và mời các bạn theo dõi tiếp một số ví dụ nữa. Ơ chê yếp tưng a ca si rư mà nát sờ. Ơ chê yếp tưng a ca si rư mà nát sờ. Ơ chê yếp tưng a ca si rư là gì các bạn? Cái cô gái đẹp ý mà, sửa các bạn, ngày hôm qua, ở trên là ngày hôm qua đúng không? Ngày hôm qua thì tôi đã gặp một cô gái rất là đẹp. Cô gái đẹp. Đó. Thì cái yep puta này nó được chuyển lên trước akashi. Yep. Yep puta akashi, cô gái đẹp. Hika khun sarami chukku sumsueo. Hika khun sarami, hika khuta là gì các bạn? Cao. Cái người mà cao kia, cái người mà có chiều cao kia là Chukku Sanju. Chukku Sanju là gì nhỉ? Chukku Sanju đây chính là cầu thủ đá bóng. Sanju là cầu thủ và Chukku là đá bóng. Bạn nhìn thấy trong ảnh là ai nhỉ? Đó là chính là cầu thủ An Trung Hoan, một cầu thủ rất là đẹp trai của Hàn Quốc. Ví dụ tiếp theo. Maxim Nung Siki Mangnayo. Maxim Nung Siki Mangnayo. Những cái món ăn ngon thì có rất là nhiều. Có rất nhiều món ăn ngon. Đó là toàn bộ các cái cách dùng khoản nhân ra, tức là cái cách dùng định ngữ trong tiếng Hàn. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Các bạn khi mà học ấy thì cố gắng chúng ta tự lấy những cái ví dụ ở từng thời và đối với động từ hay là đối với tính từ riêng, và để chúng ta ghi nhớ được cái cách sử dụng, cách dùng. Bây giờ tôi xin chuyển sang một cái phần ngữ pháp khác. Đấy, chúng ta đã kết thúc cái phần định ngữ rồi. Thế và bây giờ chuyển sang một cái cấu trúc ngữ pháp khác, đó là mùa mưa ư liên cợt cạt thà. Ư liên cợt cạt thà có nghĩa là dường như hay là hình như hay là có vẻ như, những cái cách nói để phán đoán về một cái sự việc nào đó khi mà chúng ta không biết chắc chắn nhưng mà chúng ta đã đoán.
Về lý thuyết thì đây là đuôi câu để dự đoán về một việc gì đó có thể xảy ra trong tương lai, và đuôi câu này thì thường được sử dụng với chủ nghĩa với chủ ngữ là ngôi thứ ba. Mời các bạn đi vào ví dụ cụ thể. Önce tokkire gaseyo. Önce tokkire gaseyo. Tokkil là gì các bạn? Tokkil, tokkil. Các bạn nhớ là chúng ta ở đằng sau vì cái y này nó không có không không có có phụ âm đầu thì cho nên là chúng ta sẽ đọc luyến cái kia lên là tokkil là lúc, và chính là lúc lúc. Önce tokkire gaseyo. Khi nào thì anh đi đi sang Đức? Nenine thora khal kut katsumida. Nenine thora khal kut katsumida. Sang năm, có lẽ là sang năm thì tôi sẽ quay trở lại. Có lẽ là đây là một câu hỏi đối với người Đức, là khi nào thì anh sẽ đi về Đức. Thì anh ta trả lời là Nenine thora khal kut katsumida. Thora kata chính là cái từ là quay trở lại một nơi nào đó, quay về, quay về cái nơi mà từ đó mình đã đến đấy. Ví dụ thứ hai. Chumare nullo kalkayo. Chumare nullo kalkayo. Ibon chumal, chibe isseoseo sigani opseul geot katayo. Sigani opseul geot katayo. Ibon chumal, chibe ili isseoseo sigani opseul geot katayo. Chumal là gì các bạn? Đó là cuối tuần. Cuối tuần này đi chơi nhé. Chumare nullo kalkayo. Đây là một câu dụ. Ibon chumal, chibe ili isseoseo sigani opseul geot katayo. Cuối tuần này thì nhà tôi có việc. Chibe ili isseoseo, vì nhà tôi có việc thì có lẽ là tôi sẽ không có thời gian. Sigani opseul geot katayo, có lẽ là tôi sẽ không có thời gian, có lẽ là tôi sẽ không thể đi được. Các bạn thử chuyển câu này xem sao. Ibon chumare chibe ili isseoseo mất càng cấp cắt người ta, có lẽ là không thể đi được, hay là cắn sụp xương cơ cắt người ta, đúng không? Giống nhau. Vì khí bún đi cực kỳ chua yếu. Vì khí bún đi cực kỳ chua yếu. Khí bún như ban nãy tôi vẫn vừa nói đó là tâm trạng, đúng không? Hay là cái trạng thái tinh thần của bạn. Tại sao mà thấy trông có vẻ vui vẻ như thế? Có vẻ Kibuni kuretke jwayo, kibun chột thà. Chúng ta có thể dịch là vui vẻ. Làm sao mà làm gì mà vui vẻ như thế? Chốn đi đi ít xưng cất cắt. Đây là nói về một cái đối tượng, một cái ngôi thứ ba nào đấy. Chốn đi đi ít xưng cất cắt. Hình như là anh ta có việc gì vui, có việc gì tốt đó. Chúng ta chuyển sang cũng là cái trường hợp mùa mùa ưu liên cất cắt thà này. Thế nhưng khi chúng ta sử dụng trong thời hiện tại, cái trường hợp trước mà chúng ta vừa mới lấy ví dụ đó, thì đó là thể hiện cái sự phán đoán của chúng ta, tức là cái hành động đấy nó chưa chưa xảy ra mà nó chỉ là do cái phán đoán của chúng ta thôi, thì cho nên là chúng ta dùng cái đuôi là liền, bởi vì là nó chưa xảy ra, nó là cái vẫn còn ở trong tương lai. Thế nhưng khi các bạn muốn dự đoán về một cái hành động đang xảy ra ở cái thời hiện tại, hay là một thói quen mà đã thường xuyên lặp đi lặp lại rồi, thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc là mùa mua nên cật cạch thả, động từ kết hợp với nên cật cạch thả. Thế mà khi muốn biểu thị dự đoán về một cái hành động đã kết thúc hay một cái trạng thái nào đó thì chúng ta dùng ư niên cất cắt thà. Một hành động đã kết thúc hay một trạng thái thì có nghĩa là gì nhỉ? Một hành động đã kết thúc tức là chúng ta dùng với động từ mà đã ở thời quá khứ. Thế và một trạng thái tức là một tính từ mà cũng đã ở thời quá khứ. Các bạn đi vào ví dụ cụ thể nhé. Du saram ui quan kê ga ở Du saram ui quan kê ga oteosseumnikka? Kkeunyang chinguin geot katsumida. Kkeunyang chinguin geot katsumida. Du saram ui quan kê là quan hệ. Quan hệ của hai người như thế nào? Oteosseumnikka? Quan hệ như thế quan hệ của hai người đó là gì vậy? Là như thế nào vậy? Kkeunyang chinguin geot katsumida. Kkeunyang là
chúng ta trong tiếng Việt của chúng ta thì có thể dịch là cứ, trong một số trường hợp thì nó là ví dụ như là cứ nhăng cà xeo, tức là cứ đi đi, hay là cứ nhăng hoa chú xeo, cứ để đấy, cứ để một cái việc gì đó đấy. Thế trong trường hợp này cứ nhăng chinh quân các sự người ta, đó là à thì như chỉ là bạn thôi, không có cái gì đặc biệt cả đó. Chúng ta sử dụng trong những cái trường hợp như vậy, chinh quân các sự người ta, vì là đã là bạn rồi thì cho nên là ở đây là động từ y tả, thế nhưng mà bởi vì họ đã là bạn thì cho nên cái việc này đương nhiên sẽ phải là ở trong là thời quá khứ, đúng không các bạn, là cái việc mà đã xảy ra, thì cho nên chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc là niên cập khắc thảo. Ví dụ thứ hai, thủ đi chín năm sai in cất cắt cho thủ đi chín năm sai in cất cắt cho sai cũng tương tự, có nghĩa tương tự như quan kê, tức là quan hệ, cũng cũng có một cái nghĩa là quan hệ. Thủ đi chín năm sai in cất cắt cho cái quan hệ của hai người thì dường như là hai người có cái quan hệ thân thiết. Chi nan say là quan hệ thân thiết, chi na tà là thân, chi na tà tôi sẽ viết lên đây, chi na tà là thân các bạn ạ. Thế và bạn thân là gì nhỉ, chi nan chin cu, chi nan chin cu là bạn thân. Thế và chi nan say là quan hệ thân thiết, tu đi chi năng say in cất cặp chỗ. Hình như hai người là có quan hệ thân thiết đúng không? Nè, sơ rô sa rang hà nên cất cặp sử ta. Nè, sơ rô sa rang hà nên cất cặp sử ta. Sa rang ha ta thì các bạn chắc đã biết rồi, đó là yêu. Thế và đây là một quan hệ mà đang diễn ra trong hiện tại. Vậy vậy thì chúng ta sẽ phải dùng cái cấu trúc là một mô nên cật cặt thà, hình như là họ đang yêu nhau. Sơ rô xà lăng ha tà là khi chúng ta sử sơ rô, cái từ sơ rô này khi chúng ta sử dụng với những cái trường hợp nào mà trong như trong tiếng Việt của chúng ta là với nhau ấy. Ví dụ như là nói chuyện với nhau chẳng hạn thì là sơ rô giấy kia ha tà, hay là sơ rô xà lăng ha tà đó. Ví dụ tiếp theo, chân hoa rơi và chi ăn sừng gì ta, chi đây amu tô ốp nên cất cắt sừng gì ta. Các bạn đọc lại nhé, chân hoa rơi và chi ăn sừng gì ta, chi đây amu tô ốp nên cất cắt sừng gì ta. Chân hoa rơi và chi ăn sừng gì ta là không nhận điện thoại, họ không nhận điện thoại. Chi đây amu tô ốp nên cất cắt sừng gì ta, hình như là nhà không có ai cả. Amu tô ta không có ai, không có bất cứ ai. Ví dụ thứ ba, thứ tư, 밖에 날씨가 어때요? 밖에 날씨가 어때요? 비가 오는 것 같습니다. 비가 오는 것 같습니다. Hình như là trời đang mưa. 밖에 날씨가 어때요? Thời tiết ở bên ngoài như thế nào? 비가 오는 것 같습니다. Là hình như là trời đang mưa. 요즘에 그는 자주 결근합니까? 요즘에 그는 자주 결근합니까? 네, 몸이 안 좋은 것 같습니다. 요즘에 là gì các bạn? Dạo này, gần đây, 그는 자주 결근합니까? 그는 là anh ấy, 자주 là gì nhỉ? Thường xuyên, 결근하다 là nghỉ làm,결근하다. Những cái đi từ mà liên quan đến việc đi làm thì các bạn đã nhớ hết chưa nhỉ? Tôi sẽ viết ra đây nhé. 출근하다 là gì nhỉ? Đi làm. 퇴근하다 là gì? Khi mà đi về đấy, hết giờ làm việc đi về ấy, thì gọi là 퇴근하다. Thế và 결근하다, 결근하다 là nghỉ làm. 네, 몸이 안 좋은 것 같습니다. Vâng, hình như là người anh ấy có vẻ không được khỏe. 몸이 안 좋다. Mom ở đây có nghĩa là cơ thể. Người anh ấy có vẻ không không được khỏe, không được tốt. An trốn các sinh ta. Các bạn có nhận ra đây là gì không nhỉ? Đây là một tính từ đúng không? Thế cho nên là chúng ta phải mà tính từ này thì lại có cái bát chim hiệt. Thành ra là chúng ta phải thêm đằng sau nó là ân mùa mua ân cực cặp thả. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái trường hợp cấu trúc mùa mua ư hay là
hay là miền hay là liền cật cật thà. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần ngữ pháp khác, đó là những cái động từ kết thúc bằng đuôi hiệp. Những cái trường hợp mà động từ có kết thúc bằng cái phụ âm hiệt này thì đây bản thân những cái động từ nó sẽ là những cái động từ mà hoạt động bất quy tắc. Thế và đại đa số các cái động từ hay là tính từ mà có kết thúc bằng cái phụ âm hiệt này thì khi kết hợp với các cái cấu trúc ngữ pháp hay là ở đuôi câu chẳng hạn, thì khi kết hợp với những cái từ mà đằng sau nó là các cái nguyên âm thì hoặc là phụ âm như là nghiền hay là miềm, tức là ví dụ như cấu trúc là miên đấy, hoặc là liền hay là thì hiệt sẽ bị biến mất. Thế nhưng trong những cái trường hợp bất quy tắc đó thì nó lại có một những cái trường hợp gọi là bất quy tắc của bất quy tắc, tức là nó sẽ không theo những cái quy tắc là hiệt bị biến mất đi, mà những cái trường hợp đó là tôi đã liệt kê ra đây, ví dụ như là tính từ chuột thà có nghĩa là tốt, màn thà nhiều, nạt thà là sinh đẻ đấy, quyến chăn thà là tốt hay là được, nột thà đặt để, hay là sinh thà ghét hay là không thích, nợt thà là bỏ vào hay là cho vào. Thì những cái trường hợp này nó sẽ khi mà gặp, khi mà kết hợp với các cái động từ tính từ đằng sau hay là các cái cấu trúc ngữ pháp mà bắt đầu bằng niền hay là miềm hay là liền thì nó sẽ không bị biến mất cái phụ âm hiệt đi. Thế và cụ thể nó biến đổi như thế nào, mời các bạn sẽ xem ở đây. Ví dụ chuột thà khi kết hợp với cấu trúc ư miên thì nó sẽ thành chô miền. Các bạn thấy là nó không hề bị mất đi cái gì cả, nó vẫn cứ để nguyên cái động từ nguyên dạng chuột thà, tính từ nguyên dạng chuột thà và bỏ tà đi, kết hợp với cấu trúc thôi. Thế và nếu như ở trường hợp chô ưng, chô này là các bạn có nhận ra đây là cấu trúc gì không? Đây chính là định ngữ, cấu trúc định ngữ dùng với tính từ mà có kết hợp với ưng. Thế và khi mà nếu là định ngữ mà trở thành quả tương lai đó thì nó sẽ kết hợp với liền đấy, thì là chồn. Với màn thà cũng vậy, màn ưu miên hay là màn nên, màn ưu miên là cấu trúc là mồ ưu miên, tức là nếu nhiều thì làm sao đó. Thế và màn nên cũng là cấu trúc định ngữ. Ơ tất thà và khi chuyển sang thành phó từ ở tất kể thế nào thì nó vẫn để nguyên là hiện ở đằng vị trí bắt chim này. Thế và khi chuyển sang thành định ngữ thì nó sẽ có dạng là ở tân hiện biến mất đi và thay vào đó là niềm ở tân, ví dụ như là các bạn nói là ở tân chép quyển sách nào, hay là ở tân saram ở quyện một cái người nào đó, hay là ở tân ở cái nào. Thì ví dụ như thế, đấy là những cái trường hợp mà chúng ta dùng định ngữ thì cái hiệt sẽ biến mất và thay vào đó là niền. Và đây là một số các cái trường hợp đặc biệt là về màu sắc. Tất cả các cái màu sắc hầu như là có cái đều có ba chim hiệt, đây là những cái tính từ mà có bắt chim hiệt. Thế nhưng mà nó sẽ bị biến đổi như sau. Ví dụ là palkatha, palkatha là màu đỏ, sẽ biến thành palkan set. Set là màu các bạn ạ. Trong tiếng Hán thì đây là sắc ấy, cái từ set này có nghĩa là sắc. Thế và palkatha nó chỉ là tính từ đỏ thôi. Thế nhưng khi chuyển sang là palkan set thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Các bạn có thể học thuộc đây, coi như đây là một từ. Các bạn học gắn liền nó vào là một từ. Hayatha là màu trắng và chuyển sang là hayan set. Noratha vàng, noran set màu vàng. Kamatha là đen và kaman set là màu đen, kaman set. Các bạn đọc lại cùng tôi một lần nữa tất cả những cái trường hợp mà nó đã biến đổi rồi nhá. Chô ư miền, chô ưn, chô ư, màn lưu miền, màn nưng, ơ tất khề, ơ tân, băng can xích, ha
yan sek, nuran sek, kaman sek. Thế và những cái ví dụ của cái trường hợp này. Chào xin ốt tèo. Chào ốt xin ốt tèo. Đây cái ốt này đây, cái áo này đây. Áo thì cái từ ốt ấy thì có nghĩa là áo. Thế nhưng cũng có trong một số cái trường hợp thì nó có thể dùng chung là như cái từ quần áo của tiếng Việt chúng ta. Chúng ta ghép liền là chào ốt xin ốt tèo. Cái áo kia thì như thế nào, bộ quần áo kia như thế nào. 색깔이 참 예쁘네요. 색깔이 참 예쁘네요. 색깔 là màu, chính là màu sắc. Màu sắc thật là đẹp. 참 예쁘네요. 네요 là cái đuôi kết thúc cảm thán, đúng không các bạn? 참 là thật là. 색깔이 참 예쁘네요. Màu sắc thật là đẹp. 어떤 색깔을 좋아합니까? 어떤 색깔을 좋아합니까? Anh hay là chị thích màu nào? 어떤 색깔, thích màu nào? 노란색을 좋아합니다. 노란색을 좋아합니다. Các bạn đã nhớ 노란색 là màu gì chưa nhỉ? 노란색 chính là màu vàng. Đây màu vàng của hoa hồng đây. 노란색을 좋아합니다. Tôi thích màu vàng. 오늘 저녁 파티에 뭐 입을까요? 오늘 저녁 파티에 뭐 입을까요? 치마를 입으면 어떨까요? 치마를 입으면 어떨까요? 오늘 저녁 파티에 là gì nhỉ? 파티 chính là tiếng Anh, từ phiên âm từ tiếng Anh sang bữa tiệc. Bữa tiệc tối ngày hôm nay 뭐 입을까요? Mặc gì nhỉ? 치마를 입으면 어떨까요? Nếu mặc váy thì thế nào? 치마 là váy các bạn. 치마 chị váy mà nó chỉ có cái chân váy thôi đó, tức là váy rời. 치마를 입으면 어떨까요? Nếu mặc váy thì sao nhỉ? Mặc váy thì thế nào? Các bạn thấy là cái 어떻다, cái động từ 어떻다 khi mà nó kết hợp với đuôi 뭐뭐 liền 까다, 뭐뭐 liền 까요 thì nó sẽ hiệp bị biến mất đi và thêm vào đó, và nó kết hợp thẳng cái liền vào đây. 어떨까요? Ví dụ cuối cùng. 빨간 장미꽃을 좋아해요. 빨간 장미꽃을 좋아해요. 아니요, 싫어요. 빨간 장미꽃 là gì nhỉ? Hoa hồng đỏ. 장미 là 장미꽃 là hoa hồng. Bản thân cái từ cốt này là hoa. Thế và kết hợp với 장미 là gọi tên cái loại hoa hồng đó. Hoa hồng màu đỏ, anh có thích hoa hồng màu đỏ không? 아니요, 싫어요. Không, tôi không thích. Thế và ngày hôm nay thì chúng ta có một phần bài đọc Iki và có chủ đề là Chinku. Chinku là gì các bạn? Là bạn. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 저는 미국에서 왔습니다. 저 옆에 있는 분은 제 친구입니다. 그는 독일 사람입니다. 우리는 지금 기숙사에 삽니다. 저는 친구와 같이 연세대학교에서 한국말을 배웁니다. 날마다 우리가 복습과 예습을 많이 하고 도서관에 같이 갑니다. 오늘 오후에 시간이 있어서 우리는 재미있는 영화를 같이 보려고 합니다. 저는 그 친구를 아주 좋아합니다. 우리는 친한 친구입니다. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. 저는 미국에서 왔습니다. 저 옆에 있는 분은 제 친구입니다. 그는 독일 사람입니다. 우리는 지금 기숙사에 삽니다. 저는 친구와 같이 연세대학교에서 한국말을 배웁니다. 날마다 우리가 복습과 예습을 많이 하고
도서관을 같이 갑니다. 오늘 오후에 시간이 있어서 우리는 재미있는 영화를 같이 보려고 합니다. 저는 그 친구를 아주 좋아합니다. 우리는 친한 친구입니다. Các bạn đã phần nào nắm được nội dung của cái bài đọc này chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau xem nghĩa của từng câu một nhé. 저는 미국에서 왔습니다. Câu này thì rất là dễ rồi đúng không các bạn? Tôi đến từ nước Mỹ, Miguk là nước Mỹ. 저 옆에 있는 분은 제 친구입니다. 저 옆에 있는 분은 là gì nhỉ? 옆에 là bên cạnh. 저 옆에 있는 분은 là cái người, 분 chính là chỉ người, thế nhưng mà ở cách dùng cách nào kính trọng. 제 옆에 있는 분은 cái người mà ngồi ở bên cạnh tôi, cái người mà ở bên cạnh tôi thì 제 친구입니다 là bạn tôi. Đây chính là cấu trúc định ngữ đúng không các bạn? 옆에 있는 분은 chính là cấu trúc định ngữ. 그는 독일 사람입니다. Anh ấy là người Đức. 우리는 지금 기숙사에 삽니다. 기숙사 là gì các bạn? Ký túc xá. Từ này chính là từ tiếng Hán, thì cho nên nó cũng rất gần với tiếng Việt của chúng ta. Ký túc xá là ký túc xá. 우리는 지금 기숙사에 삽니다. 지금 là gì? Bây giờ. Hiện bây giờ thì chúng tôi sống ở ký túc xá. Xăm xăm chính là xăm tạc. Thì là cấu kết hợp với cấu trúc mô mô piệp nì tà thì nó sẽ bị liền biến mất đi và piệp kết hợp thẳng với xa như thế. 저는 친구와 같이 연세대학교에서 한국말을 배웁니다. 저는 친구와 같이 연세대학교에서 là gì nhỉ? Tôi học tiếng Hàn cùng với bạn ở trường đại học Yonsei. Tôi học tiếng Hàn Quốc, 한국말을 배웁니다. 친구와 같이 là cùng với bạn ở trường đại học Yonsei. Momoa Kachi đấy chính là cái cấu trúc cùng với ai đó. 날마다 우리가 복습과 예습을 많이 하고 도서관에 같이 갑니다. 날마다 là gì các bạn? Hàng ngày, mỗi ngày thì chúng tôi phục sự qua về sự bản đi hà cố phục sự là gọi là gì nhở, phục sự tức là luyện tập lại những cái mà đã học, thế còn về sự là luyện tập những cái để dành cho bài sau. Dê tức chính là trong tiếng Hán thì dê là dự, tức là cái mà nó chưa xảy ra, cái mà để chuẩn bị cho bài học lần sau. Thì đọc thường chúng ta là đọc bài trước này hoặc là ôn cũng ôn bài cũ chẳng hạn, thì ví dụ phục sự là ôn bài, thế và như sự là gọi là luyện tập bài trước đó. Hàng nghi hào cổ chúng tôi hàng ngày thì chúng tôi ôn bài và luyện tập bài rất là nhiều. Tối sơ quan ấy cả chi cả mì ta và chúng tôi cùng đi đến thư viện. Tối sơ quan là thư viện. Tối sơ quan là thư viện. 오늘 오후에 시간이 있어서 우린 재미있는 영화를 같이 보려고 합니다. Các bạn thấy cấu trúc 재미있는 영화 là gì nhỉ? Bộ phim hay. 오늘 오후에 시간이 있어서, chiều nay chúng tôi có thời gian, vì là có thời gian. Thế cho nên là chúng tôi 재미있는 영화를 같이 보려고 합니다. 뭐뭐뭐뭐려고 하다 là gì nhỉ? Định làm một việc gì đó. Vì chiều hôm nay có thời gian thì cho nên là chúng tôi định cùng nhau xem một bộ phim hay. 같이 보 보다 là cùng xem. 저는 그 친구를 아주 좋아합니다. Tôi rất là thích cái người bạn đó. 그 친구를 좋아합니다. 우리는 친한 친구입니다. Cái từ này ban nãy tôi đã nói rồi. 친한 친구 là gì các bạn? Bạn thân, chúng tôi là bạn thân. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúng ta đã học toàn bộ cái phần có cách cách sử dụng về định ngữ trong tiếng Hàn ở các thời hiện tại, quá khứ và tương lai, và định ngữ khi kết hợp với tiếng Hàn. Thế và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã học thêm một quy tắc ngữ pháp là mùa mùa cật cà tha, dường như, hình như, khi để khi phán đoán một cái việc gì đó.
và một cái trường hợp bất quy tắc, sử dụng bất quy tắc của các cái động từ mà kết thúc bằng hiền. Các bạn thân mến, hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu rõ đã và hiểu rõ được cái cách sử dụng của những cái cấu trúc trên và sẽ sử dụng được tốt trong tất cả các tình huống. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thế và hẹn gặp lại trong buổi học lần sau. Suko sesu nita. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.